Lại nữa, thiện hiện, vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, vì sắc thanh tịnh nên quả vị độc giác thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc quả vị độc giác thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh, nên thọ tưởng hành thức thanh tịnh, vì thọ tưởng hành thức thanh tịnh, nên quả vị độc giác thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc thọ tưởng hành thức thanh tịnh, hoặc quả vị độc giác thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh, vì nhãn xứ thanh tịnh nên quả vị độc giác thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc quả vị độc giác thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ thanh tịnh nên quả vị độc giác thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, hoặc quả vị độc giác thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh, vì sắc xứ thanh tịnh nên quả vị độc giác thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc quả vị độc giác thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, vì thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh nên quả vị độc giác thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, hoặc quả vị độc giác thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh, vì nhãn giới thanh tịnh nên quả vị độc giác thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc quả vị độc giác thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh. Vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên quả vị độc giác thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc quả vị độc giác thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh, vì nhĩ giới thanh tịnh nên quả vị độc giác thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc quả vị độc giác thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh. Vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên quả vị độc giác thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc quả vị độc giác thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt.